chào buổi sáng tất cả mọi người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển từ Luang Prabang sang Hon Savan ở Siêng Khoảng để tiếp tục hành trình và trên đường vòng trở về Việt Nam nhé. Dự kiến ngày hôm nay thì chúng ta sẽ mài đít trên đường. Đây có thể nói là chặng đường dài nhất của cả chuyến đi, mất nhiều thời gian nhất. Bởi vì đường từ Luang Prabang sang Siêng Khoảng thì sang Hon Savan Siêng Khoảng thì khá là khó. Nên 275 km mà đi trong 7 tiếng rưỡi mới đến nơi. Đấy là theo dự báo của Google. Còn thực tế còn tùy tình hình địa hình mà chúng ta sẽ có thể đi nhanh hơn hoặc chậm hơn. Nhưng mà vì hầu như cả ngày chỉ có 7 tiếng rưỡi lái xe liên tục, cho nên là sẽ rất là vất, nên chúng ta phải đi sớm. Khi đến với Luang Prabang, nếu mà mọi người không tìm được guest house hoặc là nhà nghỉ khách sạn ở trong trung tâm thì có thể đi ra khu bên ngoài, khu gần với sân bay ấy. Cái bên đó yên bình hơn, mọi người có thể thấy là khung cảnh thiên nhiên như thế này. Và giá nhà cũng như là dịch vụ cũng rẻ hơn rất là nhiều. Sau khi loanh quanh một hồi ngó ở trong trung tâm, giá khá là cao mà hầu như là đều hết phòng. Chúng tôi đã chọn đi xa ra một chút thì tìm được một cái guest house này có tên là Tha Vong Si. Đây, mọi người nhìn thấy đường đi vào đây, kia là đường chính này. Đi vào đây mà đường đất luôn. Đó, đây là số điện thoại của chủ nhà này. Phòng cũng khá là mới, mới xây được khoảng 2 năm thôi. Kia là anh chủ nhà, nói tiếng Anh rất là ổn. Mọi người gọi điện đặt phòng theo số điện thoại này của anh ấy cũng được. Giá ở đây so với ở trong trung tâm phải rẻ hơn rất là nhiều. Một phòng như thế này, không điều hòa, có quạt thì là 80.000 kịp. Một phòng nhé, không phải một người, một phòng là tương đương có hơn trăm nghìn tiền Việt thôi. Như rẻ như kiểu rẻ như gì nhở, ở nhà sàn cộng đồng của mình ấy. Đấy, còn rẻ hơn, bởi vì nhà sàn cộng đồng chỉ 100.000 người, 100.000 một người, còn đây là có hơn trăm, là 80.000 kịp. Còn phòng mà có điều hòa thì là 150.000 kịp, cũng khá là rẻ. Đây cho mọi người xem phòng nhé. Đây là phòng mà không điều hòa vì chúng tôi đi vào mùa đông. Phòng tắm này rất là sạch sẽ, mới. Giường ngủ đây, khăn tắm đầy đủ, cửa sổ view. Đó, cái anh chủ nhà. À thật là đây cũng chỉ có 8.000 kịp một cân thôi, so với trong kia là 20.000, đắt hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ ăn sáng bằng cơm đồ nướng nhé, cơm thịt nướng. Đây là chúng tôi sẽ ăn một đầu cá này, một phần đầu cá, giò. Giò này giống rau của mình này. Rau nộm rau chua. Và gì nữa nhỉ? Cá, giò. Đây. Cá đây. Đang suy nghĩ xem có nên ăn thêm gà không. Ở Luang Prabang thì rất nhiều đồ nướng như thế này ăn sáng này. Cơm thịt nướng ăn sáng, ngoài bún phở ra. Đây đối diện là hàng bún phở. Bún phở thao soi, mì phở thao soi. Ăn với khọ niểu nha. Đó. Đây là món dưa muối chua này. Bên Lào họ cũng ăn dưa muối chua giống mình này. Cũng là cái cải này nhưng mà họ để kiểu không cắt miếng mà để cả lá như thế này luôn. Ăn có vị chua nhưng mà vị chủ đạo là vị ngọt nha. Mặc dù có ớt nhưng mà vẫn cay. Đây có thêm cả gừng nữa. À giềng à. Giềng này, ớt, muối chua. Đây, cũng dài ngoằng. Ăn ngọt ngọt. Còn đây là giò của họ này, giò gói trong lá chuối này.
Ăn mềm mà ngọt. Ăn ngọt thế nhở, bên Lào ăn ngọt. Đây là vùng Luang Prabang này. Đầu cá nướng. Thơm. Siêu thị của Lào mà không thấy đồ Lào đâu, đa phần là đồ Trung Quốc mọi người ạ. Đây là siêu thị Costco, à Besco khá là lớn ở Luang Prabang. Trời ơi, từ trên dưới đi quanh toàn thấy đồ Tàu à. Chắc chung chung với Thái Lan. Campuchia thì có ở Lào được không? Ôi đây này. Đây con bảo các bạn đưa đi. Toàn đồ Tàu thôi. Lào không có bạch. Trời ơi toàn đồ Trung Quốc à. Không biết là mình đang đi Lào hay mình đi Trung Quốc nữa. Trong siêu thị còn có đồ Hàn Quốc này, đồ Việt Nam. Đây Việt Nam mình trái cây sấy vào đây cũng rất là nhiều này. Rồi đồ nước tương, nước chấm các kiểu. Tôi định vào siêu thị để tôi mua một ít gọi là quà Lào về làm quà. Nhưng mà thực sự là hệ thống sản xuất của Lào chưa phát triển, cho nên là hàng tiêu dùng rất là ít made in Lào. Thậm chí còn chưa phát triển hệ thống barcode mà mã vạch. Cho nên là một số sản phẩm của Lào sản xuất như là bia Lào thì phải giấy chung với mã vạch của Thái Lan. Cho nên nếu mà mọi người đến những quầy bia của Lào, đây, như quầy này, đây bia Lào đây, mặc dù là sản xuất tại Lào nhưng mà lại sử dụng chung mã vạch với Thái Lan. Đây là bia Lào này. Ở Lào có cái đặc biệt là những cái lon như này mọi người đều để úp xuống chứ không để ngửa lên. Đây 50 bia Lào sản xuất tại Lào đấy nhá, địa chỉ tại Lào nhưng mà lại mã vạch 885 là của Thái Lan. Cái này là cái gì? Nam gì? Bia Nam Khong ở đâu nhỉ? Nếu mà nói là mua đồ sản xuất tại Lào để làm quà thì chắc chỉ có bia. Còn vào siêu thị này mọi người sẽ không thể tìm được cái gì khác. Cho nên mua quà Lào làm quà thì mọi người hay ra chợ để mua bò sấy, bò treo gió, rồi trâu treo gió các kiểu, các sản vật địa phương. Chứ mấy đồ đấy thì không vào được siêu thị. Đường đi từ Luang Prabang đi Phonsavan phải nói là toàn cua là cua, cua mỏi tay luôn mọi người ạ. Do đi qua địa hình đồi núi mà, nhưng được cái mặt đường khá ổn. Không thể nói là đẹp vì thỉnh thoảng cũng gặp ổ gà. Nhưng vì đường cua liên tục nên cũng không thể đi nhanh được, nên việc tránh ổ gà cũng không quá khó khăn. Trên đường đi chúng ta sẽ bắt gặp nhiều xe tải chở khách như thế này. Đây là phương thức di chuyển chủ yếu của người dân Lào. Nó giống như xe khách, xe dù bên Việt Nam ấy. Vẫy xe dọc đường và xuống xe ở địa điểm bất kỳ dọc đường đi. Ngồi thùng xe tải như thế này xóc mà bụi lắm, cực hơn ngồi xe khách nhiều. Nhưng đổi lại được giá rẻ và thuận tiện vì không cần lên xuống đúng bến gì cả. Nếu gặp ngày trời mưa to thì không biết mọi người xử lý như thế nào luôn, vì không có gì che chắn cả. Chắc là họ sẽ phủ một tấm bạt lên người và hành lý, vì hôm trước tôi thấy có một nhóm các cô che bạt lên người để chống bụi khi đi qua đoạn đường đang làm. Chặng đường ở Luang Prabang đi Phonsavan rất là dài và hầu như không có điểm dừng nghỉ. Địa điểm duy nhất tập trung nhiều hàng quán và chợ là ngã ba Phou Khuôn, cách trung tâm Luang Prabang gần 130 km, tương đương với 3 tiếng rưỡi lái xe. Nên khuyên chân thành là các bạn hãy dừng lại ở đây để ăn trưa và nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình. Nghỉ ngơi ăn trưa xong chúng ta cùng tiếp tục lên đường nào. Vì là đường đèo dốc liên tục nên lái xe sẽ rất mệt mỏi và căng thẳng. Lý tưởng nhất là đoàn có 2 lái trở lên để có thể đổi lái cho nhau nếu cần. Nếu chỉ có một lái thì xế phải thật cứng nhá. Mặc dù đường đi bên Lào rất là vắng nhưng cũng không nên chủ quan. Rồi chúng ta đã đến biên giới giáp danh giữa Luang Prabang và Siêng Khoảng. Qua chỗ này là sẽ đến đất của Siêng Khoảng này. Đây. Khi gần đến địa phận Phonsavan, chúng ta sẽ đi qua một trạm kiểm tra của cảnh sát giao thông Lào. Tất cả ô tô đều bị dừng xe để kiểm tra giấy tờ nha mọi người. Chốt kiểm tra.
khi gần đến Phong Sa Van. Bên này hả? Mình chắc giấy tờ. Sa bay đi. Sau khi vào đồn cảnh sát thì họ chỉ kiểm tra giấy tờ, chủ yếu là cái bảo hiểm xe mà mình mua ở cửa khẩu ấy. Sau đấy họ sẽ kiểm tra giấy phép liêm vận này, bằng lái cả cái bằng lái gốc và bằng lái đã chuyển ngữ sang cái bằng lái quốc tế. Cho nên là mọi người chỉ cần mang đầy đủ là được. Nhiều trường hợp mọi người bảo là gặp cảnh sát vòi tiền này kia. Thì trường hợp này thì chúng tôi không gặp. Bởi vì chúng tôi cứ ú ớ, coi như là người ta nói gì mình cũng không hiểu, mà mình cũng không hiểu thật. Cho nên là có cái gì lôi ra hết cho họ xem xong đầy đủ là ok, họ cho đi thôi. Xe nào họ cũng kiểm tra, chứ không phải là ô tô nào cũng kiểm tra, chứ không phải là chỉ riêng xe biển nước ngoài không. Vậy là chúng ta đã đến Phong Sa Van, thủ phủ của tỉnh Siêng Khoảng, tỉnh biên giới phía đông bắc nước Lào giáp danh với tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Trong thời kỳ đấu tranh chống ách thống trị và xâm lược của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, hai nước Việt Lào đã cùng chung sức chiến đấu chống lại kẻ thù chung. Ngày nay chúng ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh minh chứng cho quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước tại Phong Sa Van, như tượng đài Liên minh chiến đấu Việt Lào hay con đường hữu nghị Siêng Khoảng, Nghệ An. Nếu đến Phong Sa Van vào tháng 1 thì có thể ngắm mai anh đào nở hồng rực khắp các con phố rất đẹp. Phong Sa Van có nhiều đồi thấp tập trung ở khu vực đồi Phukeng. Buổi chiều chúng ta có thể lên đây ngắm hoàng hôn cũng như ngắm nhìn toàn cảnh Phong Sa Van. Nhưng lưu ý là khắp Phong Sa Van cũng như Siêng Khoảng còn rất nhiều bom mìn còn sót lại từ chiến tranh. Nên trừ khu vực đường đi mà người dân địa phương thường qua lại, chúng ta hạn chế đi vào khu vực đồi hoang, đồng cỏ hoặc rừng cây nhé. Vì sẽ rất nguy hiểm nếu gặp bom mìn. Buổi tối ở Phong Sa Van có rất ít chỗ chơi do du lịch chưa phát triển mấy. Một số chợ đêm thì đóng cửa từ đợt dịch, giờ vẫn chưa mở lại. Nên Alex sẽ chỉ đi ăn rồi nghỉ ngơi sớm để sáng mai đi tham quan cánh đồng chum. Tôi muốn giới thiệu đến các bạn quán ăn tối khá nổi tiếng với người dân địa phương với món Lào đặc trưng là quán Lạp Dép. Địa chỉ quán tôi để ở phần mô tả bên dưới cho bạn nào quan tâm. Bữa tối nay chúng ta sẽ thưởng thức một vài đặc sản, vẫn là những món phổ biến của Lào. Đầu tiên là đây, dẹp mâm để ra món tiếp theo. Thỏi đá đấy. Nạm cọn mi bò. Đầu tiên là vẫn là khọ niểu này, xôi Lào. Tiếp theo là món phổ biến lạp. Đây là lạp mua, là lạp bò, sách bò trộn với gia vị các loại. Nếm thử nào. Nội tạng. Các loại nội tạng gì? Đúng rồi, gan này. Các loại nội tạng của bò trộn với gia vị của lạp. Đây là bò treo hun khói này. Bò treo hun khói. Đây bò hay trâu nhỉ? Trâu của sao á? Trâu treo. Các bếp tẩm gia vị và nướng lên cho ấm. Còn đây là canh cá. Đấy. Xem nào. Canh cá nấu chua cay. Toàn cá rồi. Và còn một món cuối cùng đang ra, đó là món lươn. Đây là lươn xào. Lươn xào. Đây, nặng khỏi. Đá đây, cọc chay. Đây là lươn xào gì? Gia vị các loại. Đây có cả chuối này. À đâu, chuối hay cà đây? Lươn xào cà. Mời cả nhà. À, quên một món hủ tiếu, đó là thức uống của Lào. Đây là nước trái cây sản xuất bởi công ty Biên Lào.
Summersby. Chúng ta cùng vào chợ buổi sáng ở Phan Savan. Ủa ôi, con gì to thế? Rúi á? Đây là con rúi con kia. Ôi, nhiều đồ thế. Kim này, kim nướng. Rất tại. Quên ném ra đây rồi. Còn kim đông lạnh. Lạnh quá. Ô ni ni mấy mình thay mặt chắp không? Ô làm cho nó mấy cơm mấy cái này là chiên lên. Chiên kiểu phồng tôm. Ai cũng có một con đấy để bán. Đây này mấy cái con chim nhỏ bé tí. Cá chi. Nếu có ăn phải cá chi, cũng kêu là lươn lên. Chuột đồng này. Ở đây người ta bán nhiều rất chút. Nhiều. Đặt nhiều túi ở đấy, ăn măng ăn cúc ở đấy. Bay nó đi, nó đang ăn măng. Bố mà đang ăn rồi mà nhìn này kìa đấy. Ui. Ô, sao bán nhiều chuột nhỉ? Ừ. Chuột, chim, kiểu hàng đánh bắt ấy, đánh bắt được con gì là bán con đấy. Kiểu của nhà trồng, của nhà săn được. Đây bán nhiều đặc sản. Đây là xoài này, xoài dài dài. Xoài cà. Cà hay xoài cái cà ngắn ngắn kia hả? Nhót. Xà. Là mắm. Đây là cá, mắm cá. À. Bò cá. Hồ lê. Ôi nhìn cái này ngon quá. Nên chỉ nướng lên. Đây ở đây người ta bán rất nhiều gỗ này. Mẹ phá cả nè mẹ. Mà mẹ cháu ấy xỉ hẳn hơn nè. Gỗ này có mùi thơm này. Có thể làm gì? Ăn thiệt cũng đẹp quá. Ngô siêu nhỏ. Khoai đi. Ôi, mua một bọc luôn. Địa điểm tiếp theo chúng ta sẽ khám phá tại Phan Savan là cánh đồng chum số 1. Tính đến nay, các nhà khảo cổ đã phát hiện hơn 90 địa điểm có chum ở khắp tỉnh Siêng Khoảng. Mỗi địa điểm có từ 1 đến hơn 400 chum đá. Trong số đó, chỉ một vài địa điểm mở cửa cho khách tham quan sau khi đã giả phá bom mìn. Alex lựa chọn khu vực cánh đồng chum số 1 để tham quan, do đây là nơi tập trung nhiều chum với 316 chum và dễ tiếp cận nhất. Hiện tại tôi đang có mặt ở điểm mua vé vào cánh đồng chum số 1. Đây, bên này là đường vào cánh đồng chum số 1. Còn đây là chỗ mua vé này. Bây giờ chúng ta sẽ vào mua vé để đi lên tham quan cánh đồng chum nha. Ở đây mọi người thấy là cây cỏ là cũng tỉa thành hình cái chum luôn. Khá là thú vị. Mình kịp một người. Hello, I have 2 tickets please. Sáng khôn. Đây là bé này. Cánh đồng chum được xem là di sản thế giới. Thank you, hợp trái. Bây giờ chúng ta sẽ lên xe và đi lên trên kia nha. Từ chỗ bán vé chúng ta sẽ phải di chuyển thêm khoảng 700m nữa đến chỗ gửi xe và đi bộ vào khám phá cánh đồng chum các bạn nhé. Ở đây khu cánh đồng chum khu số 1 thì là khá là gần trung tâm. Và chúng ta có thể thấy gọi là quần thể chum
lớn nhất được phát hiện ở Siêng Khoảng. Sau khi đi từ khu bán vé lên chỗ đỗ xe để bắt đầu đi bộ vào tầm khoảng 1 km, đây chúng ta đi bộ vào sẽ thấy khu này là khu khu cánh đồng chung thứ nhất này. Trên quả đồi này cũng có chum này. Chúng ta sẽ đi lên đây trước nhá. Rất nhiều người đang ở đây rồi. Đây là nhóm chum số 1. Theo như trong này ghi thì nhóm chum số 1 nằm ở khu vực phía bắc của cả cánh đồng chum này. Có cái chum lớn nhất thì gọi là chum vua, với đường kính tận 2 m. Đây, khả năng là đây là chum vua này. Đường kính 2 m. Nơi đây thì cũng là địa điểm chiến lược trong chiến tranh Đông Dương lần thứ 2. Khi mà cái ngọn đồi này này là nơi mà có thể nhìn được toàn cảnh Siêng Khoảng. Cho nên là rất nhiều bom cũng như là bom đạn đã nã xuống cái ngọn đồi này, cho nên là nhiều chiếc chum đã bị phá hủy, bị vỡ. Ngọn đồi nhóm chum thứ nhất. Đây, rất nhiều chum bị vỡ rồi. Riêng chiếc chum này còn bị nứt ra này. Cái chum này tôi thấy là cái to nhất ở đây này, còn khá là nguyên vẹn. Đây, tôi sẽ so sánh bản thân với cái chum thì mọi người thấy là nó to như thế nào. Đây là đang đứng ở dưới dưới cùng của cái chum này. Đây, đây là độ cao này. Cao hơn cả đầu luôn. Đây là xung quanh chiếc chum. Chum này nằm nghiêng. Đây là cái miệng chum này. Đây là chiếc chum vua, khả năng là chiếc chum vua. Ngay ở bên cạnh cái nhóm chum thứ nhất, mọi người sẽ thấy một cái hố. Đây chắc chắn là hố bom này. Đây, trong chiến tranh từ năm 1964 đến năm 1973, đúng là đứng từ ngọn đồi này có thể nhìn thấy một vùng rất là rộng lớn. Có rất nhiều hố nhỏ, rãnh nhỏ nữa. Chum ở khắp mọi nơi. Đây là nhóm chum thứ nhất nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống dưới kia để xem những nhóm chum tiếp theo. Đứng từ trên ngọn đồi này, chúng ta sẽ thấy ở bên dưới này lỗ chỗ rất nhiều hố bom. 1 này, 2 này, 3, 4 này, 5 này. Cực kỳ nhiều hố bom. Rất nhiều bom đã được thả ở khu vực này. Nhờ có đội UXO của Lào đi rà bom tất cả những khu vực này rồi mới có thể mở cửa đón khách du lịch được. Vì ở vùng Siêng Khoảng này là nơi mà có thể nói là một trong những nơi hứng chịu nhiều bom nhất trong chiến tranh Đông Dương của Lào. Chúng ta đã đi xuống đến nhóm 2 của cánh đồng chum thứ nhất. Trong nhóm 2 thì cái bảng này giới thiệu là đây là gọi có thể nói là mồ chôn. Những cái chum nhỏ thì là chôn trẻ em, còn những cái chum lớn thì là chôn người lớn.
và có những cái chum bên ngoài ấy, bên ngoài chum còn khắc cả hình người nữa. Và nghiên cứu về xương tìm thấy ở trong chum thì chỉ ra rằng những bộ xương này có niên đại từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ 13. Bây giờ chúng ta sẽ vào và xem là để kiểm chứng những điều ở trong cái bảng này nói nhá. Đây cũng là gọi là cụm chum lớn nhất thuộc khu vực này, nhiều nhất. Ở đây thì đa phần là chum khá là thấp và nhỏ, không có cái nào là to hơn hẳn cái chum vua ở trên khu vực nhóm 1. Tôi đang đi tìm kiếm chiếc chum mà có khắc hình biểu tượng của người, đều chưa thấy. Ở đây chúng ta sẽ thấy có những khu vực thì rất nhiều chum, có thể là cả một gia đình được chôn cùng nhau. Đây này, khu vực này rất còn rất nhiều chum còn nguyên vẹn. Đây chính là chum có nắp đậy này. Đó. Ui. Nặng lắm. Nhưng mà nhìn kích thước thì có vẻ không khớp. Không khớp với cái chum này cho lắm. Có thể là ai đó nhặt được và họ đậy lên trên này thôi. Có thể là những cái chum này đều có những cái nắp, nhưng mà có thể bị cạy lên để chôm cổ vật bên trong, bởi vì nhiều khả năng là người ta chôn xác người chết cùng với cả của cải. Các nhà nghiên cứu đã xác định rằng những chiếc chum có niên đại từ năm 1240 đến năm 660 trước công nguyên. Những chiếc chum tại cánh đồng chum số 1 có thể được chuyển đến từ một mỏ đá cách đó 8 km. Đây là một trong những địa điểm thời tiền sử quan trọng nhất ở Đông Nam Á. Cuối cùng đã tìm ra chiếc chum có hình người rồi mọi người ạ. Đúng ở trong ảnh luôn. Đây. Đây là cái vòng tròn nha. Đây là đầu này. Đây là hai tay này. Đây là hai chân. Đấy. Nhìn rất là khó bởi vì bây giờ theo năm tháng là nó bị rêu phong rồi, nó đổi màu rồi, nhìn. Nhưng mà cái này chính là cái trong hình này. Đó. Từ cụm chum số 2, chúng ta sẽ đi thẳng sang một cái hang ở trong núi. Đây ngọn đồi đây. Còn bên này là cụm số 1 này. Đây là chiếc hang được cho là nơi trú ẩn của người dân trong chiến tranh Đông Dương lần thứ 2. Nhưng cũng có truyền thuyết cho rằng đây là chiếc hang dùng để nung chum. Nung chum. Nghĩa là chum này không phải bằng đá mà là nhân tạo của con người để tạo thành cái chum này, chứ không phải là khắc từ đá. Ô, trên kia có mật ong kìa, tổ ong kìa. Bỏ rồi. Sao ong? Đây là chiếc hang. Mọi người xếp gạch rất là ngay ngắn. Đây, đúng có một lỗ ở trên, giống như một cái lò nung thật. Hai lỗ luôn. Ba lỗ, nhiều lỗ. Hai lỗ. Phon Sa Van cũng chính là địa điểm dừng cuối cùng trong hành trình khám phá miền Bắc nước Lào của Alex. Chúng ta cùng di chuyển về Việt Nam qua cửa khẩu Nậm Cắn nha.
Trên đường về tôi có ghé qua một quán ăn dọc đường thì thấy rằng các món ăn bắt đầu mang hơi hướng Việt Nam rồi. Có cơm tẻ, sườn rán, rau muống xào, canh rong biển này. Nhân viên quán cũng học nói được một chút tiếng Việt nữa các bạn ạ. Không ngờ bữa ăn cuối cùng trên đất Lào lại là đồ ăn mang phong cách của Việt Nam. Đây chúng ta đã đến khu biên giới tầm cách biên giới Việt Nam tầm 30 cây nữa thôi. Thời tiết lại trở về đúng như cái hôm ngày đầu tiên mà chúng ta xuất phát đi Lào đó. Trời mưa phùn, sương mù đi không nhìn thấy đường luôn. Rất nhẹp, rất là bẩn. Phải xem mà cách còn mấy mét. Ngày đi là ngày trời âm u. Ngày về Việt Nam cũng đón chúng ta bằng một không khí âm u, mưa rét đầu xuân. Mặc dù ở bên Lào, Phong Savan là rất là nắng nhá, về đến gần biên giới Việt Nam lại mưa. Đây là cửa khẩu Nam Can của Lào. Làm thủ tục ở bên phải nha, để nhập cảnh Lào. À đây, quên, xuất cảnh Lào. Đã rồi, chuẩn bị qua luôn. Vừa ra khỏi cửa khẩu Nậm Cắn bên Lào. Bây giờ mọi người có thể thấy là bên trái này là hai hàng xe, toàn xe tải, xe công chở hàng này. Bên phải này cũng có một hàng xe luôn. Đây là hướng về Việt Nam, còn hướng này là hướng chở đi Lào. Thì tầm này là ra Tết là các xe gọi là đua nhau bắt đầu làm việc trở lại. Giao thương cực kỳ đông đúc. Thế này phải xử lý đến tối luôn ý. Bây giờ đã là gần 5 giờ chiều rồi. Làm thủ tục ở bên cửa khẩu Lào thì nhanh thôi. Đem hộ chiếu với cả giấy liên vận, sổ liên vận. Đóng dấu 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần. 2 lần đóng dấu và 2 lần ký. Là tổng là 4 lần với nộp tổng 2 lần, mỗi lần 50.000 kịp. Tổng là 100.000 kịp là xong. Lúc đi thì là tổng tất cả các khoản là 170.000 kịp, lúc về thì là 200.000 kịp. Đi ra cũng mất tiền mà đi vào cũng mất tiền cả nhà. Khi trở về Việt Nam thì chúng ta sẽ qua cột mốc giữa Nghệ An và ở Siêng Khoảng, đó là cột mốc 405. Bên này là 405,1, nghĩa là phía đầu Việt Nam. Còn 405,2 là bên kia, là đầu Lào. Sang đến phần cửa khẩu Nậm Cắn của Việt Nam thì sẽ làm thủ tục cho người và phương tiện nhập cảnh. Đóng dấu hai người là 100.000, cho xe là 50.000, tổng là 150.000. Rồi sau đó sẽ đưa xe qua cổng check. Thì người ta sẽ lấy hành lý của mình ra và soi qua cổng, soi chiếu hành lý và kiểm tra đồ trên xe tầm khoảng 10 phút. Đó. Nói chung là tổng thủ tục ở Lào tầm nửa tiếng, cả công đợi nữa. Ở Việt Nam cũng khoảng nửa tiếng là xong rồi. Bây giờ khi mà qua cửa khẩu Nậm Cắn cũng là kết thúc hành trình xuyên Lào, xuyên Bắc Lào. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video và hành trình khám phá tiếp theo nhé.